lâu ngày cùng mình công ty, mọi thứ thay đổi nhiều quá ha. Có thay đổi như vậy á, chứng tỏ là công ty nhà mình phát triển nhiều á mẹ. À mà nè, con nhỏ trợ lý mới của Quang á, nó ngồi đâu vậy? Con có gặp nó lần nào chưa? Con cũng không biết nữa mẹ, tại vì con chưa có gặp nó bao giờ hết. Nhưng mà con nghe Ngọc nói á, con bé đó cũng không phải là dạng vừa đâu mẹ. Lấy giùm anh cái hồ sơ tháng rồi đi. Dạ. Em sao vậy? Bụi nó bay vô mắt cho nên là hơi khó chịu. Để em coi. Mẹ chị Hai tới công ty có chuyện gì hả? Tiện đường nên mẹ ghé thăm con một chút thôi. Đây là cô trợ lý của con đó hả? Trợ lý giám đốc sao mà ăn mặc xòe xòa quá vậy? Màu sắc tối thui à? Dù gì cũng là bộ mặt của công ty, sao con không tuyển người nào trẻ trung, ăn mặc nó sáng sủa tươi tắn hơn một chút? Mẹ, nhân viên của con biết phải tuyển người như thế nào mà. Con nhiều lúc cũng ưu ái nhân viên của mình quá ha. À mà nè, tối nay á, thằng Quang có hẹn với gia đình thông gia ăn tối lúc 8 giờ để bàn chuyện cưới hỏi. Cô nhớ sắp xếp công việc rồi nhắc thằng Quang đi đúng giờ giùm tôi nha. Nè, cô là trợ lý như vậy là không có được rồi đó. Nghe mấy cái thông tin này mà không có nhạy bén ghi lại gì hết vậy. Làm gì đứng chết chân à? Chị Hai, người ta nghe mà chị Hai. Em cứ ra ngoài làm việc đi, để nói chuyện với mẹ chị Hai cái. Dạ. Mẹ, công ty là mướn nhân viên để làm việc, chứ không phải mướn người mẫu đâu, ăn mặc cho đẹp cho sang đi qua đi lại. Mà sao lúc nào mẹ cũng vậy vậy? Cứ nhìn bề ngoài không à, không nhìn phẩm chất bên trong của người ta. Mẹ chỉ góp ý một chút thôi, sao lúc nào con cũng gắt gỏng với mẹ vậy chứ? Mẹ, con tin là em con nó đủ năng lực quản lý công ty này mà. Chắc là Quang sẽ không có làm gì mất mặt gia đình mình đâu. Chứ mẹ cũng đừng có can thiệp quá sâu vào công việc của em nữa. Bây giờ con phải đi họp rồi. Nếu mẹ với chị rảnh rỗi á, đi tham quan công ty đi. Cảm ơn. Anh đặt bàn nhà hàng rồi, riêng tư ấm cúng, đúng sở thích của em luôn. Em sao vậy? Em sực nhớ là em để quên đồ. Quang! Hả? Hai người cũng vô bữa ở đây hả? Tình cờ quá hả? Thôi sẵn dịp thì mình ngồi chung cho nó vui. Hả? Xin mời. Rồi. Vô đây, vô đây, vô đây. Đây, Quang. Em ngồi với Ngọc nha. Hả? Qua đây cưng. Anh với Ngọc đang bàn thêm ý tưởng cho hình ảnh đại diện của dự án Diamond Center. Đồ ăn cũng mới vừa gọi lên thôi hả? Hay là mình dùng chung cho vui hả? À sẵn đây anh nói luôn nha. Kể từ bây giờ Hà sẽ đảm trách những bộ hình của Ngọc. Anh hy vọng là hai bạn sẽ hợp tác vui vẻ. Sao chuyện này em không nói anh? Dạ. Tại em tính là em sẽ sắp xếp lịch trình cụ thể, xong rồi em mới báo với anh luôn một lần. Anh biết là công việc của Hà từ hồi nào tới giờ chỉ là trợ lý thôi, nhưng mà khi em có cơ hội được làm việc với một người giỏi giang như Ngọc thì anh nghĩ là ít nhiều em sẽ học được những cái hay ở Ngọc, rồi từ đó em sẽ giúp đỡ Quang nhiều hơn. Dạ. Mong chị giúp đỡ, em sẽ cố gắng hết sức. Dự án Diamond sắp tới đó là anh với Quang đổ rất là nhiều tâm huyết, cộng thêm hình ảnh đại diện của Ngọc nữa, anh nghĩ mình thắng chắc. Anh đừng có lo, em với anh Quang từ trước tới nay được mệnh danh là cặp đôi may mắn mà. Bất cứ dự án nào của em và anh Quang làm đều thuận buồm xuôi gió hết. Vậy thì tại sao không nâng ly chúc mừng nào? Mời cả nhà.
Không phải chỉ riêng tụi mình đâu, ba em còn luôn luôn ủng hộ cho hai anh và công ty Minh Quang. Tối nay còn có một cuộc hẹn của gia đình mình để tính chuyện cho hai đứa nữa, đúng không anh? Em xin lỗi. Dạ. Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại một chút. Anh ăn đi. Anh đón mẹ là cái nó ở đâu, bật mí mẹ là chỗ này vui lắm. Ken đang ở đâu vậy ta? Hay quá, mẹ không có đoán được luôn á. Ken bật mí cho mẹ nghe nha. Dạ, con đang ở nhà bà, cô Vi chở con qua nhà bà chơi. Vui thiệt là vui luôn á. Bà cũng nấu cho con đồ ăn ngon, thiệt là ngon nữa. Nhưng mà mẹ đừng có lo, trong lòng Ken á, mẹ là người nấu ngon nhất. Vậy thôi, bây giờ mẹ đang bận một chút, có gì lát tối về rồi con kể tiếp cho mẹ Hà nghe nha. Tình cảm của mình với anh Quang chẳng lẽ đã tới lúc phải kết thúc rồi sao? Tối nay á, thằng Quang có hẹn với gia đình thông gia ăn tối lúc 8 giờ để bàn chuyện cưới hỏi. Cô nhớ sắp xếp công việc rồi nhắc thằng Quang đi đúng giờ giùm tôi nha. Dự án đây mình sắp tới đó là anh với Quang đổ rất là nhiều tâm huyết, cộng thêm hình ảnh đại diện của Ngọc nữa, anh nghĩ mình thắng chắc. À, không phải chỉ riêng tụi mình đâu, ba em còn luôn luôn ủng hộ cho hai anh và công ty Minh Quang. Tối nay còn có một cuộc hẹn của gia đình mình để tính chuyện cho hai đứa nữa, đúng không anh? Hai người họ thật sự xứng đôi. Ngọc xinh đẹp, tài giỏi, còn giúp đỡ cho anh Quang được rất nhiều. Trong khi đó, bản thân mình chỉ biết làm những chuyện nhỏ nhặt. Vậy chi ngày mà em đến đây đừng là một phải chỉ đừng yêu em đến vậy lại xa dài xa đàn em vào anh em mới hiểu. Mình và anh cách biệt quá lớn, cho dù có như thế nào thì mình cũng không xứng với anh. Tâm tổn thương mình nhận lấy giờ anh lại quen những thói quen. Sống.